Một chiếc Hyundai Stargazer màu xám mới được bắt gặp lăn bánh tại Vĩnh Phúc. Trước đó, một chiếc màu đỏ cũng được chụp lại khi đang di chuyển trên đường. Tuy nhiên, khác với chiếc màu đỏ, chiếc này nhiều khả năng thuộc phiên bản cao cấp nhất, Premium. Cụ thể, theo hình ảnh, chiếc Hyundai Stargazer này có dán mác Premium ở phía sau. Dựa theo cách đặt tên xe Hyundai tại Việt Nam, bản Premium thường là bản cao cấp nhất. Về ngoại hình, chiếc Stargazer này ngoài khác biệt về màu sơn còn có hệ thống chiếu sáng hiện đại hơn, với 4 chóa LED, mặt lưới tản nhiệt sơn đen bóng. Một điểm khác biệt nữa của chiếc Stargazer này, so với chiếc màu đỏ là hệ thống camera trên kính lái. Tại Hàn Quốc, camera này nằm trong gói Smart Sense với chức năng đọc làn đường. Gói an toàn này còn có các tính năng như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau. Toyota Veloz có gói Safety Sense nhưng ít tính năng an toàn hơn so với Hyundai Stargazer, nếu mẫu xe Hàn Quốc có đầy đủ tính năng trong gói Smart Sense. Nhìn vào nội thất, có thể thấy xe được trang bị màn hình chung khá lớn, có thể là loại 8 inch đặt nổi. Đồng hồ phía sau vô lăng là loại cơ kết hợp màn hình nhỏ. Theo thông tin hé lộ từ tư vấn bán hàng, xe có điều hòa tự động, đèn nội thất và cốp điện. Phiên bản được bắt gặp có 7 chỗ ngồi. Hiện chưa rõ động cơ mẫu xe này. Nếu giống tại Indonesia, Stargazer sử dụng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh giống Prater, cho công suất 114 mã lực, mô men xoắn 144 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước, tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp IVT. Hyundai Stargazer sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Avanger, Suzuki XL7, Ertiga tại Việt Nam. Mẫu xe này được lên lịch ra mắt vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Có thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý cho rằng, xe được nhập từ Indonesia giống Xpander hay XL7.